Ê ông bá, hả? tối qua gần nhà ông á xảy ra vụ cháy chung cư lớn lắm, thiệt hại nhiều người và vật chất lắm đó. Bởi vậy ông là người lúc nào cũng nắm bắt thông tin chậm nhất. Chuyện là chuyện hôm qua tôi đang ngủ nha, đó khuya khuya tôi nghe một cái đùng một cái, tôi nghe cháy, nghe la quá trời, tôi tung mình vậy tôi chạy ra, trời đất ơi, khói mà lửa mà nó phật, người la ó sầm nhảy bịch luôn. Nãy giờ tôi ho là lý do hồi tối mà tôi kêu quá. Vậy là tối qua ông có tham gia vụ cháy đó hả? Có. Ghẹo, trí ông vậy. Nước nào anh? Đó, tôi là tuy là tôi không có tham gia dập tắt cái vụ cháy đó, nhưng mà tôi cổ vũ mọi người đưa nạn nhân ra ngoài. Được rồi, tôi nói giỡn chơi mà cái gì đâu. Mình ơi, nếu mà cháy như vậy là nguy hiểm lắm đúng không mình? Đúng rồi, bây giờ rất là nguy hiểm luôn đó. Quỳnh ơi! Dạ? Đang làm gì dưới vậy? Dạ? Quỳnh Linh Hà Miểu, con đang làm gì dưới vậy? Đang chuẩn bị nấu nước. Không có nấu nước sôi nước xiết gì hết, quán mình từ nay là không có nấu nước sôi, không có xài điện xài đóm gì nữa hết, tắt hết. Rồi không nấu nước sôi lấy gì bán cho người ta ăn mì gói nóng rồi sữa nóng rồi đá. Đi qua hàng xóm xin, không nấu trong nhà mình là không có xài điện nữa, hiểu không? Rút hết điện ra. Ô điện đâu? Không có được đâu, rút mà về quán sao buôn bán được. Xảy ra cháy nổ thì sao? Thôi được rồi, vậy muốn nước nóng không? Đúng rồi, để con. Mày bị cái gì Quỳnh? Thì con nấu nước sôi bằng niềm tin và hy vọng cho gì đó. Trời ơi, nó nặng dữ lắm rồi. Nay cảm thấy con rất là hề hước vui nhộn con nha. Nha. Nè mình ơi, hả? Mình biết không? Em nghe nói cái vụ mà cháy chung cư đó đó là cái nhà cái quán ở dưới bán cà phê. Xong cái không có rút điện rút đóm gì đó, xong cái nó phực lên nó cháy nguyên cái chung cư người ta. Không phải như vậy, mà là hôm qua có cái thằng nào múa lửa trên chung cư đó, nó múa sao phun cái phèo một cái, nó phực vô cái màn cái nó cháy hết chung cư luôn. Cái này chú mới vậy á. Người ta thông tin chính thức á là người ta sạc cục sạc pin, xong rồi lâu ngày đi du lịch không có gỡ ra cái nó nổ nó cháy lan ra, chứ đâu mà thông tin múa lửa chú. À, vậy là do găm điện lâu quá đúng không? Không được, đi vô trong nhà có cái gì. Quơ ra rút hết. Tủ lạnh, tủ liếc, máy giặt thì rút hết. Nhanh, Quỳnh, nhanh, gào gọt, nhanh lên. Trời đất ơi. Tôi thấy vậy là không ổn rồi. Phòng cháy chữa cháy thì có nhiều cách, quan trọng là ý thức của con người thôi. Chứ mấy cái sinh hoạt hàng ngày này là sao cấm được. Sao mà được, tiệm quán đang kinh doanh bình thường, rồi kêu tắt hết tất cả các thiết bị điện. Không lẽ bán cà phê đèn mờ hả trời?